Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HTD Research và mình là Minh Tiến. Như các bạn đã biết ấy, thì thị trường chúng ta vừa trải qua một cái sự kiện cũng được cho là khá là quan trọng đó là cái thông tin đến từ cuộc họp của Fed các bạn ạ. Như vậy là vào khoảng dạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, cụ thể là vào lúc 1 giờ sáng thì chúng ta đã nhận được cái thông tin liên quan tới cái quyết định lãi suất của Fed. Thì thời điểm hiện tại thì Fed đã quyết định là sẽ giữ nguyên cái mức lãi suất ở cái mức đó là 5,25 đến 5,5% các bạn ạ. À, cái thông tin đến từ cuộc họp của Fed thì cho rằng là có thể trong năm nay chúng ta sẽ vẫn à, sẽ được đón cái đợt tăng lãi suất tiếp theo, có thể là vào tháng 11 hoặc là có thể là vào tháng 12 à, sắp tới. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chúng ta đã có quyết định tạm ngừng rồi và có vẻ như là thị trường chúng ta không quá bất ngờ đối với lại cái thông tin này. Cụ thể nếu như mà các bạn cập nhật giá của BTC cũng như là à, thị trường chúng ta ở cái thời điểm mà trước khi mà Fed tăng lãi suất cho tới vào ngày hôm qua đi cho tới ngày hôm nay khi mà chúng ta đã nhận được cái thông tin lãi suất đó thì các bạn thấy được rằng là thị trường ta phản ứng không có nhiều cái sự khác biệt cho lắm cụ thể thì ngày hôm qua trước khi mà có quyết định lãi suất của Fed ấy, thì mình cũng đã theo dõi giá của BTC cũng như là giá cả ở thị trường crypto ấy À, để xem là sau khi mà có quyết định tăng lãi suất thì là thị trường nó sẽ biến động như thế nào nhưng mà các bạn thấy được rằng là ngày hôm nay à, thị trường của ta không biến động nhiều cho lắm. BTC thì vẫn giữ ở cái vùng giá đó là 27.100 USD thôi. À, còn một số những cái đồng coin trong thị trường ngày hôm nay thì các bạn thấy được rằng là cũng không biến động nhiều cho lắm các bạn ạ, chỉ dao động khoảng từ 1 đến 2% có đồng tăng, có đồng giảm thôi, đúng không ạ? Nếu như mà nói rằng là thị trường ta không có một cái biến động gì đối với lại cái quyết định tạm ngưng tăng lãi suất của Fed thì nó cũng không đúng cho lắm các bạn ạ. Cụ thể nếu như các bạn mở cái khung đến 1 giờ của BTC thì các bạn thấy được rằng là sau khi mà có cái quyết định tạm ngưng tăng lãi suất của Fed ấy, thì BTC cũng có một cái sự điều chỉnh các bạn thấy không? Đi thẳng từ cái vùng giá đó là 27.100 USD về thẳng cái vùng giá đó là 26.800 USD sau đó thì lại trở ngược quay trở lại cái vùng giá 27.000 Đương nhiên là nếu như chúng ta nhìn cái khung đến daily đúng không? Chúng ta nhìn cái khung đến ngày ấy, thì bạn thấy được rằng là BTC không có nhiều biến động vâng còn nếu như mà nhìn không đến một giờ thì cũng có một cái sự tri, uh, biến động nhẹ như vậy là sau một khoảng thời gian dài tăng lãi suất thì thời điểm hiện tại là uh, lần này là lần thứ hai fed đã có cái công bố là tạm ngưng tăng lãi suất rồi các bạn ạ và nếu như các bạn trở ngược lại trong tháng 6 đi thì các bạn thấy được rằng là vẫn cái tuyên bố của Fed liên quan tới việc đó là Fed tạm ngưng tăng lãi suất nhưng mà thay vì chúng ta chứng kiến giá của thị trường hay là BTC giữ nguyên ổn định hay là có một cái sự bứt phá quay trở lại thì chúng ta lại chứng kiến BTC xuất hiện một cây mến màu đỏ và lúc đó đã làm cho thị trường chúng ta cảm thấy thực sự là chán nản nhưng mà sau ngay sau đó chúng ta có cái thông tin liên quan tới BlackRock đúng không? nộp hồ sơ xin đăng ký Bitcoin ETF spot thì chúng ta đã thấy thị trường chúng ta có một cú comeback quay trở lại rất là rất là ấn tượng đúng không? Cụ thể là BTC đã tăng trưởng từ cái vùng giá đó là 24.800 lên cụ thể là BTC tăng trưởng từ cái vùng giá 24.800 lên thẳng cái vùng giá đó là 30 30 31 000 USD. Thời điểm hiện tại thì nó lại khác các bạn ạ. Trước cái thời điểm mà chúng ta có cái thông tin đến từ cuộc họp của Fed thì BTC lại có một cái sự tăng trưởng trước đó rồi. Khi mà chúng ta đã nhận được những cái thông tin như là chỉ số CPI, chỉ số kho CPI và những cái thông tin cả thị trường cho rằng là Fed sẽ tạm ngưng tăng lãi suất trong đợt này và chúng ta đã chứng kiến được rằng là thị trường ra đã có niềm tin hơn và đã đã thấy cái sự tăng trưởng đó. trước cái thời điểm mà quyết định lãi suất của Fed nhưng mà sau khi quyết định lãi suất của Fed thì chúng ta lại không tiếp tục chứng kiến cái xu hướng tăng đó và chúng ta lại thấy gì ạ? À? lại thấy được rằng là BTC lại bắt đầu có cái sự lưỡng lự và đây là cái thời điểm mà có khả năng là cái thời điểm chúng ta khó đoán nhất. Còn nếu như các bạn xem cái giải đường Bollinger thì các bạn thấy được rằng nó đã chạm vào cái đường giải Bollinger phía trên rồi và bây giờ thì nó lại xuất hiện một cái nến cân bằng. Các bạn thấy được rằng là với cái cây nến này thì lại À, cho thấy cái xu hướng lưỡng lự của thị trường ở thời điểm hiện tại không biết được rằng là sẽ tiếp tục phản ứng giá như thế nào sẽ lên tiếp hay là gì ạ à, sẽ lại quay trở lại cái nền giá 25.000 USD trong khoảng thời gian này thì có thể là chúng ta sẽ phải chờ những cái thông tin à, tiếp theo đến từ nền kinh tế hoặc là những cái thông tin à, tiếp theo có thể là Bitcoin ETF spot chẳng hạn hay là những cái thông tin đến từ những cái vụ kiện của xét đối với lại Binance, Coinbase vân vân thì chúng ta mới thấy được là thị trường ta có những phản ứng như nào hoặc là một số những thông tin mới. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ dành ra một ít phút thời gian để cập nhật về những cái nội dung chính trong cuộc họp của Fed ngày hôm qua các bạn ạ. Và theo như cái thông tin, theo cái những cái bài đăng này cung cấp thì chúng ta đã có những cái thông tin chính trong cuộc họp. Đầu tiên là có 12 quan chức của Fed dự đoán rằng là sẽ có một cái đợt tăng khác trong năm nay trong khi đó thì có 7 quan chức của Fed thì vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó là tạm ngưng tăng tăng lãi suất các bạn ạ. Các quan chức của Fed ấy thì vẫn kỳ vọng rằng là sẽ giữ cái lãi suất cao hơn vào năm 2024 và năm 2025 lâu hơn so với lại dự báo hồi tháng 6 các bạn ạ và hầu hết thì các quan chức của Fed dự đoán là lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản nữa vào năm 2023 có thể là trong cuộc họp tháng 11 có thể là trong cuộc họp tháng 12 trong năm nay thì sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản nữa Fed kỳ vọng rằng là lãi suất chính sẽ cao hơn 50 điểm cơ bản so với lại dự đoán vào tháng 6 của năm 2025 và các quan chức của Fed thì dự đoán là lạm phát sẽ ở cái mức đó là 3,3% vào cuối năm 2023 và sẽ là 2,5% vào cuối năm 2024 và là 2,2% vào cuối năm 2025. Như vậy là 2,2% nó đã sát với cái mức mà Fed đã kỳ vọng đó là cái mức kiềm chế lạm phát ở cái mức đó là 2% đúng không các bạn? Và nó đã gì ạ? nó đã đạt cái mục tiêu này vào năm 2025 và có vẻ như là thị trường ta đang có cái xu hướng và đang hướng tới năm 2025. Các quan chức của Fed thì ước tính là lạm phát cơ bản sẽ là 3,7 3,7% vào cuối năm 2023. 2,6% vào năm cuối năm 2024 và 2,3% vào cuối năm 2025 các bạn ạ. Fed thì cho biết là lạm phát thì tiếp tục duy trì ở mức cao và ngân hàng trung ương thì cực kỳ cẩn thận trước cái rủi ro lạm phát này. Ở dưới này thì chúng ta có một cái thông tin đó chính là cái tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ nó đã tăng lên khoảng 3,8% là trong tháng 8 và nó đạt cái mức cao nhất kể từ tháng 2 của năm 2022. Tháng 6 và tháng 7 nó đã tạo thêm là 111.000 việc làm cho cái nền kinh tế Nó ít hơn so với lại báo cáo đầu tiên Cho thấy rằng là thị trường chúng ta Cái vấn đề việc làm nó không mạnh như cái suy nghĩ ban đầu Tuy nhiên thì tỷ lệ thất nghiệp nó tăng trong tháng 8 Vẫn từ cái mức đó là 3,5% của tháng trước Và nó phản ánh rằng là cái làn sóng của những người tìm việc Nó càng ngày càng gia tăng các bạn ạ Và theo như một cái cuộc khảo sát riêng của Bộ Lao động Hoa Kỳ ấy, Thì trong tháng 8 thì có thêm là 187.000 người có cái việc làm ở Hoa Kỳ so với lại tháng 7 và theo như cái công cụ theo dõi lãi suất của Fed thì như vậy là chúng ta sẽ có khoảng thời gian là 5 tuần 6 ngày và 19 giờ là chúng ta sẽ có cái cuộc họp tiếp theo của Fed và cũng vào cái khung giờ là một giờ sáng ngày mùng 2 tháng 11 thì chúng ta sẽ có cái quyết định liên quan đến vấn đề lãi suất thì những bạn mà tham gia thị trường thì có thể là chúng ta sẽ cập nhật cái thông tin này để chúng ta có thể là À, chúng ta có thể là theo dõi nó. Chuyển qua cập nhật một chút tình hình về dữ liệu on-chain của BTC đi thì các bạn thấy được rằng là trong khoảng thời gian gần đây đúng không? Cụ thể là trong một tuần trở lại đây chúng ta lại chứng kiến liên tục cái xu hướng à, rút BTC à, ra khỏi các sàn giao dịch các bạn ạ. À, có thể là ở những cái thời điểm mà thị trường chúng ta có những cái phát cực kỳ mạnh ấy thì cái việc mà rút BTC ra khỏi sàn các bạn là một cái việc mà mọi người lo ngại rằng là thị trường chúng ta nó có cái điều gì đó xảy ra đúng không? Có nghĩa là những cái ảnh hưởng xấu À, xảy ra với thị trường, có thể là cái sự kiện mà FTX phá sản này hay là những cái sự kiện mà Binance bị kiện vân vân thì mọi người có sự lo ngại thì cái xu hướng rút BTC ra đấy là bảo vệ tài sản nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây ấy, thì những cái phất đó nó không thực sự mạnh thì có khả năng là cái việc mà BTC được à, rút ra khỏi sàn ở trong khoảng thời gian hiện tại đó là cái việc mà gì ạ? cái xu hướng tích lũy đúng không có thể là những cá voi cá mập, có thể là những nhà đầu tư có cái xu hướng tích lũy BTC ở thời điểm hiện tại cụ thể thì các bạn có thể xem à, vào ngày 15 thì chúng ta có thấy là có khoảng là 7.300 BTC được rút ra khỏi sàn Các bạn thấy là từ ngày đó đến thời điểm hiện tại liên tục xuất hiện những cây nến màu đỏ Và cho thấy cái xu hướng rút ra khỏi sàn Giải thích qua một chút để cho chúng ta có thể dễ hiểu Thì trên màn hình của bạn chính là cái biểu đồ trên Net -for Ở phía trên chính là đường giá của BTC Còn ở phía dưới này thì các bạn thấy được rằng là có những cây cột nến màu xanh và cột nến màu đỏ đúng không? Thì À, nó sẽ tính toán rất là đơn giản thôi các bạn ạ, nó sẽ lấy cái số lượng BTC được nạp vào sàn trong vòng một ngày trừ đi cái số lượng BTC được rút ra, nếu như mà cho ra giá trị dương ấy thì nó sẽ xuất hiện ra cây nến màu xanh, tức là cái lượng nạp vào nó sẽ chiếm ưu thế hơn, còn nếu như mà ra cây nến màu đỏ À, tức là ra cái giá trị âm ấy thì nó sẽ xuất hiện cái nến màu đỏ và nó cho thấy rằng là cái lượng rút ra đang chiếm ưu thế hơn. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Đối với coi thời điểm hiện tại các bạn thấy được rằng là cũng xuất hiện cái nến màu đỏ và cho thấy rằng là ngày hôm qua có cái số lượng lên tới là 155 triệu 862 nghìn được rút ra khỏi sàn các bạn ạ như vậy là trong khoảng thời gian hiện tại cái xu hướng nó khá là khó đoán. Nếu như mà bình thường chúng ta thấy BTC mà có cái xu hướng rút ra khỏi sàn số lượng nhiều như vậy và cái lượng stablecoin được nạp vào sàn nó nó có cái xuất hiện những cái nến liên tục xuất hiện những cái nến màu xanh này cho thấy rằng là cái xu hướng của thị trường của chúng ta có thể là sẽ có cái dấu hiệu tăng trưởng ở trong khoảng thời gian sắp tới hoặc là nếu như stablecoin liên tục được rút ra và BTC liên tục nạp vào thì nó sẽ cho thấy cái dấu hiệu điều chỉnh trong khoảng thời gian... À, khoảng thời gian ngắn hạn sắp tới đúng không nhưng mà thời gian hiện tại bạn thấy được rằng là à, bitcoin rút ra đúng không stablecoin cũng rút ra vì thế là cái xu hướng bây giờ là một xu hướng rất là khó đoán chuyển qua để xem những địa chỉ ví cá voi cá mập ở thời điểm hiện tại họ đang có cái xu hướng như thế nào thì à, nếu như các bạn xem thì đa phần là thời điểm hiện tại đúng không nhưng địa chỉ ví cá voi này à à, gần như là dạ, không có nhiều những cái hoạt động trong khoảng thời gian gần đây nhưng mà nếu như mà chúng ta theo dõi những cái địa chỉ ví mà có cái sự hoạt động khoảng thời gian gần đây thì chúng ta lại thấy được rằng là có cái dấu hiệu tích lũy cũng khá là mạnh cụ thể nếu như các bạn xem cái địa chỉ ví số 18 đi thì các bạn thấy được rằng là liên tục có cái hoạt động tích lũy BTC các bạn thấy ngay là cả ngày 20 tháng 9 của năm 2023 thì cũng có một cái sự tích lũy đúng không các bạn À đó lên tới là 1101 BTC này hay là ngày 19 là lên tới 106 BTC hay là các bạn thấy là rằng liên tục có cái dấu hiệu tích lũy ở những cái ngày trước đó nếu như các bạn kéo sâu xuống phía dưới thì các bạn thấy rằng là cái đợt bán mà nhiều nhất đúng không cái đợt mà bán ra nhiều nhất à, khỏi cái địa chỉ ví này thì nó diễn ra vào khoảng thời gian là từ 23 đến ngày 27 đúng không liên tục có cái xu hướng bán ra các bạn thấy là ngày 23 là ao ra khoảng tầm là 700 đúng không à, ngày 24 là ao ra khoảng 1.000 và ngày 20 à, 7 đúng không ao à, ra khoảng tầm 500 nhưng mà sau ngay sau đó thôi các bạn thấy là bắt đầu có cái dấu hiệu tích lũy quay trở lại và liên tục tích lũy cho tới thời điểm hiện tại luôn đúng không ạ à, tiếp theo trở ra để xem một số những địa chỉ ví khác thì các bạn thấy được rằng là ví dụ chúng ta xem địa chỉ ví số 21 thì họ tích lũy đến khoảng thời gian nào ngày 21 thì họ tích lũy tới 30 tháng 8 nó vẫn có cái dấu hiệu tích lũy đúng không và cái địa chỉ ví này hầu như là tích lũy một cái số lượng cũng thực sự lớn các bạn ạ ví dụ là ngày 29 tháng 8 thì đã tích lũy lên tới là 5.000 BTC các bạn ạ đó ngày 29 này tích lũy một cái số lượng cũng khá lớn 5.000 này 5.000 này 6.000 đúng không như vậy thì trong ngày 29 thôi đã tích lũy lên tới là 16.000 BTC các bạn ạ. À, tiếp theo là trở lại để xem một số địa chỉ ví khác thì đương nhiên là cũng có một số địa chỉ thì cũng có cái xu hướng ao ra nhưng mà những địa chỉ ví này thì đa số là những địa chỉ ví có tên tuổi ví dụ như là, là coi check thì cũng có cái dấu hiệu là nạp vào là 349 ao ra khoảng không phải 31 thôi hay là dạng à, bài đúng không Đây là những cái địa chỉ ví gần như là ví của sàn đó và à, nếu như mà các bạn xem địa chỉ ví cá nhân mà không có tên tuổi ở đây thì đa số lại có cái dấu hiệu mà À, tích lũy đúng không Ví dụ là địa chỉ ví này ngay là ngày 21 thì đã thấy được rằng là có vẻ như là họ đang trung bình giá và mỗi ngày thì các bạn thấy là cũng khoảng tầm từ 0,5 đến 1 BTC đúng không ạ Đây là những địa chỉ ví cá voi mà đang có cái xu hướng hoạt động ở trong khoảng thời gian hiện tại và trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một cái biểu đồ được cung cấp bởi Gradnode các bạn ạ và được đăng tải bởi CryptoCon và theo như cái biểu đồ này thì nó dự đoán rằng là giá của BTC có khả năng là sẽ có một cái xu hướng tăng à, có thể trong ngắn hạn trong khoảng thời gian sắp tới. À, cụ thể nếu như chúng ta nhìn ngược lại quá khứ vào năm 2019 sau khi mà BTC tạo đồng đáy vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019 ấy thì các bạn thấy được rằng là thị trường ta bắt đầu có một sự tăng trưởng đúng không? BTC bắt đầu tăng trưởng từ cái đường màu xanh và cái đường màu tím ở phía dưới này, và tăng trưởng thẳng lên tới gì à, Tới khoảng thời gian đó là tháng 6 của năm 2019 và sau đó BTC mới bắt đầu bước vào cái à, giai đoạn điều chỉnh nó khá là giống với lại năm hành cho ba sau khi mà thị trường ta đã tạo được một cái đáy vào khoảng thời gian đó là cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đấy, thì bắt đầu BTC cũng có một cái sự tăng trưởng và và các bạn đã thấy được rằng là à, sau khi tăng trưởng thì BTC cũng có cái sự điều chỉnh quay trở lại và nếu như mà năm 2019 các bạn thấy BTC đã có hai lần đúng không hai lần chạm vào cái đường màu xanh lá cây và sau đó thì các bạn thấy cũng có một cái cú tăng trưởng quay trở lại đúng không cú hích quay trở lại và năm 2015 các bạn cũng quay trở lại năm 2015 đi thì các bạn thấy được rằng là sau khi đã tạo ra một cái đáy và BTC cũng có một cái sự tăng trưởng và các bạn thấy được rằng là cũng có hai lần quay lại được test lại cái đường màu xanh lá cây ở đây và sau đó thì BTC chúng ta bước vào cái giai đoạn tăng trưởng luôn. À, nhưng mà nó hơi khác biệt so với lại năm 2019 và năm 2020 một chút, đó là đến năm 2020 thì nó đã à quay trở lại và test lại cái đường màu xanh ở phía dưới này các bạn thấy không? Test lại cái đường mà qua cái đường màu tím mà xuống cái đường màu xanh ở phía dưới này. Sau đó thì mới lại bắt đầu quay trở lại còn năm 2015 thì là các bạn thấy được rằng là nó tăng trưởng một mạch luôn, đúng không? Năm 2023 thì bạn thấy được rằng là BTC cũng đã có hai lần test vào cái đường màu xanh lá cây này. Như vậy là trong khoảng thời gian ngắn hạn có thể ngắn hạn sắp tới thì chúng ta cũng sẽ à, kỳ vọng là sẽ có một cái sự tăng trưởng giống như năm 2019 và cuối năm à, cuối năm 2019 và đầu năm 2020 thì BTC cũng có một cái sự tăng trưởng ở đây. À, đúng không ạ? Và như theo như à, nhiều những video mà chúng ta đã nói thảo luận với nhau thì có thể trong tháng 11, à trong tháng 10 tháng 11 sẽ là tháng mà thị trường chúng ta sẽ có một cái sự phục hồi và có thể đến tháng 11 thì BTC sẽ tạo ra một cái đỉnh nào đó và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục đi theo cái xu hướng điều chỉnh cho tới tận năm 2024 và trước sau cái sự kiện Bitcoin Vinh thì chúng ta mới có cái xu hướng phục hồi quay trở lại chẳng hạn ví dụ như vậy thì nó nếu như đi vậy nếu như mà nó đi như vậy thì nó cũng khá là giống với lại hai năm 2019 và năm 2020 đúng không? Ok các bạn thì à, có lẽ là video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Bạn nào thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và hãy nhấn vào nút của chuông thông báo để ủng hộ cho team HTD các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.